Rồi chào mọi người, giờ quay chiếc 5018 này luôn cho xong luôn, được hai chiếc á, này máy Thái nguyên còn đủ bộ. Giờ đem ra trước trưng bày mới rửa xong. Này nó bao gồm là ủi, sớ với cài nha, tất cả đều đồ chính hãng của Kubota hết, dính kèm theo máy. Này máy này có giấy hải quan, có đường đỏ đầy đủ, mọi người mua cái thoải mái. Sới của nó nè, mở nắp capo tao luôn, Nhật mở nắp capo tao quay luôn. Xong con này. Rồi chào mọi người, đây là kho máy của tháng 5, tháng 6 năm 2019 với đủ loại các loại máy từ 80 đến 90%. Có DC70, DC95 với 105. Giờ mình sẽ quay kỹ hơn cho mọi người xem nha. Ở phía bên này là nơi mình để những cái máy 90% á, những máy đẹp á. Phía bên này là những máy 80%. Những gì mấy chiếc này mới về nè, bọn chụp rất là ít hao mòn nha. Bên mình chỉ tính là độ hao mòn thôi. Thì như khu bên đây thì giá máy của nó tầm khoảng chừng 400 trở lên nha. Bluetooth thì cũng còn được nhiều chiếc lắm. Thì giá máy của nó dao động bây giờ thấp nhất bây giờ là khoảng 250,
máy 80% 250 cho tới 350 nha, máy 80%, còn những máy 90% thì giá cao hơn. Ví dụ như những chiếc DC với MG này thì nó khoảng 300 nè. Này là giá chọn gói luôn á. Một số máy rẻ thì mình sẽ bảo dưỡng hơi lâu, khoảng chừng một tuần hay là cho tới 8 ngày trở lên. Như cái máy này thì 250 nè. Này 206 nè. Nhưng máy này 320 nè ha. Đó. Chất lượng thì có giấy hải quan nhập khẩu hết nha mọi người. Ở phía trong đây thì mình để máy cài 6040 với lại 7040. Đây. DC105X thì mình cũng còn được hai chiếc ha, có thể là về thêm nữa sau đợt này. Còn đây là chiếc DC95. Nên là tổng quan phía trước nhìn vào nè, một loạt các máy ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Đây là máy cài ở phía trước á, của chồng tháng 5, tháng 6 á. Thì tháng này thì máy cài bên kia họ không có, cho nên mình có một ít. Giờ chỉ còn là 4708 XB, cũng mới về 5018 mà nhiều bác hỏi nè. Rồi Yanma 453 có luôn rồi đó. Yanma 494 ha, 4508 còn con. 3608 đây. 3408 rồi đó. Còn nhiều đây thôi, với lại phía sau còn 4-5 chiếc 7040 với 6040. Thì mọi người cứ gọi cho mình cho ăn nhất nha, gọi cho mình báo cho chính xác nha. Rồi, chào mọi người, bữa nay về thêm một container, ấy hai container chứ, của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Thế bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Rồi, bây giờ xuống xong cái container này rồi nha mọi người. Quay sơ sơ trước, hiện tại giờ thì nó chưa có được lột ra. Đây. Cái này đẹp nhất nè, biển số 6036 nè, bển về luôn á. Alo. Đang. Rồi đúng rồi. Gần bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Rồi. Điện số này nè, điện số này nè, 0965 566 557 ha, điện số đó nè. 0965 566 557. Rồi. Nàng xuống một chục chiếc mới đủ nha, giờ xuống được mới hơn có 7 chiếc rồi hả? 8. Rồi từ từ xuống tiếp nha. Đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách á, thì tại giờ cũng khá nhiều máy đang làm. Để làm theo nhiều hình thức, ví dụ như là làm đại tu á, thì giống như vậy, mở ra hết toàn bộ ha, làm trong khoảng một tuần lễ. Còn những máy bên đây thì làm khoảng chừng 3-4 ngày là xong. Đây.
cũng có khoảng hơn 7 chiếc, 7 chiếc đang làm. Làm theo nhiều mức độ, dù như là mở hộp số, đại tu toàn máy. Đây bảo dưỡng công thợ hay là gì đồng sơn là miễn phí hết nha mọi người. Này thì khách trực tiếp vào xem bảo dưỡng được luôn nha. Thì có gì anh em cứ vào mua, mình sẽ bảo dưỡng hết mức có thể cho. Đây là ở phía dưới công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè. Mình đang ngay đầu đường quốc lộ 53. Địa chỉ số 167 á. Huyện Long ý của ấp Long Thuận An, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần gần xa xa đây có một cái chỗ, cái tòa nhà trắng trắng là cái Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Vĩnh Long á. Thì hỏi người ta Bệnh viện Đa Khoa ở đâu là mình công ty mình cách đây có khoảng đúng cây số, qua một cái cầu me lớn nha. Cầu ông me lớn. Rồi cảm ơn mọi người nha. Rồi xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ nút đăng ký á. Thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Rồi ủng hộ mình cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha.